Chị Trâm lên xin chào cô chú anh chị ha. Thì hai chồng lên sẽ đổi giớn ha cả nhà. Thì hôm qua nên đặt thêm một cái giớn nữa, bữa đặt hai cái. Hôm qua nên đặt thêm một cái nữa là ba cái. Lúc trước nên đặt nên có bốn cái là cả nhà. Cả nhà nhá. Nên tới bốn cái giớn là, nhưng mà lúc thì nên đặt ở ngoài nhà lên á. Đặt ở kinh ruộng đồng á bị mất hết cái rồi. Biển đã lấy hết cái, giờ nên còn có ba cái kìa, nên thấy cua đó. Giờ từ đây tới mùa nước vô là cua nhiều lắm cả nhà. Cái này thấy cua cua ít ra, thấy có một hai con rồi cả nhà. Này cầm đi, biết cua nhiều không đây. Có gì chà chà cái lưới, cái bằng chải theo chà quên chiều. Ồ, cái này ít chứ nè, có hai con cua kệ đi đổ đi. Đây có cá linh hay gì nè, khô khô ăn nè, có mồi khô khô rồi đó. Cá linh sao, có mấy con sao khó. Gồm mấy cái giớn kia nữa làm chi. Giớn kia biết có không? Kệ đi, có gì ăn nấy. Trong này rồi, có được sự lựa chọn sao? Không cho lựa chọn hả? Ừ. Có cái gì thì ăn cái nấy đi, còn bày đặt nữa. Cái này sao nó chạy gì vậy? Đâu có cái linh đâu vậy? Có cái gì? Cái ống mít á. Cái hình dinh, cái ống mít. Rồi có mấy con nè, được hai con cua. Trời. Tới hai cái dán tiếp theo nữa nha. Đường này giờ đi ớn quá. Còn mấy bờ đê này không, mình có kiến lửa quá. Có gì không đây? Thấy có con cua đu đu rồi đó. Đu đưa rồi. Sao cái đấy ấn nó dụng không vậy? Đó, có con gì vậy? Con gì giờ quẩn mảnh vậy? Vũ ơi, Vũ dài xuống. Lóc. Một con hay hai con? Con một à. Một con vậy là bồ rồi. Ồ, có con cá lóc bự bự kìa, bằng cá lóc bữa hổm mình nướng đó. Nhỏ hơn bè. Có hàng nha. Cá lóc kho quẹt cũng được. Cái gỗ đâu? Sao không móc cái gỗ ra? Rồi, con mở cua, con cá lóc nhỏ. Hôm qua mình đổ được con cá lóc nhỏ. Mót mót là cua mình cũng mót mót lại, còn có mình ăn rồi. Đó, nhà hai giớn được mở, kệ đi. Trong này thì cậu có gì ăn á, chứ không có là nhịn đói ăn cơm với muối. Dạ, cái ngoài kia nữa. Đây. Tới cái tiếp, mình quay tiếp. Tới cái tiếp theo mình cái nha. Cái đường khó đi quá. Ây da mấy bạn. Chơi gì mà đau. Cái hố cho bá lửa luôn. Có không? Thấy nước dữ lắm rồi đó. Okay. Hả? Bự không? Bự không? Cái này chắc cá cua vũ cho dữ. Mấy con hết? Con gì
nè, cá lóc nè, ớt nè, ớt nè. Lấy gỗ đây đi. Con nó bự nè. Ủa. Đây đây. Xong. Đừng hơi nhảy, chuyện tung ra đó. Để đi đây nè. Rồi, để chút về mình đổ ra cho cả nhà xem nha. Được nhiều nữa nha. Chia được mấy con ếch. Nết nên gọng dưới kìa. Được con cá lóc. Cá lóc này nhỏ hơn cá lóc bữa hổm. Nhỏ hơn. Để bằng khô khô. Để khô khô hơn cả nhà. Chiều nay nên sẽ chắc làm nấu canh cua. Nấu canh cua với gì đây nên cũng không biết nữa. Rau muống hay gì? Hả? Mẹ tính thấy cái gì đó. Đột nhãn lòng hả? Ừ. Được không? Được hết rồi đó. Không được nè. Nấu canh cua với nấu miếng canh cua với cá khô khô ăn ha cả nhà. Ừ, mình có xả, mình có xả không? Ừ. Nè, cua. Đó. Rồi, chiều nay nên sẽ mời cả nhà ăn món ăn canh cua với cá khô khô ha. Rồi, đây là cá. Sáng hai chồng nên đổ dớn được nhiêu nè. Con cá lóc với mấy cái sặc cá mít đồ đó cả nhà, tép đồ cái lòng tông rồi đó. Giờ làm được một làm được một chảo ha. Chảo cá kho tiêu ha nha. Thì ăn cơm chiều. Giờ với cua đây nè. Bà xã nên đang đâm đâm cua. Cua nấu canh với gì vậy? Nấu canh dưa leo bữa hổm. Cái bà chị bà cho đó, mấy cái dưa leo đó. Mấy cái dưa leo còn hả? Nấu canh dưa leo hả? Được không trời? Được không? Dùng người trong này thì không có gì, không có rau rác gì riêng cái nhà. Có rau muống thì có. Thì khi người ta hút tổ lên, ta tài trợ đó. Có còn mấy trái dưa leo bữa cái anh giữ dịch đó, ai cho ảnh rồi anh cho. Còn mấy trái kìa. Chắc cái bà đặt ớt, bà đó chừng nào có người ta cho gì, ta xách vô cho mình. Rồi kéo bắt đầu cái nấu canh dưa leo hả nha. Hôm nay vợ bà xã nên vô trong đây chế miếng bó món gì mới mới không nên hiểu nổi. Có gì đó bình thường mà mình có gì mình đánh vô mình ăn cái đó. Cho biết trong đây biết sao giờ. Chứ không đi đâu được, lấy gì mà mua. Để cho bà xã nên đâm đâm cua với nấu canh ha cái nha. Với cái kho nè, đây mấy trái dưa leo nè. Đó, bữa hổm lựa mấy trái đều đều nấu canh trước rồi, giờ còn mấy trái thôi thêm mim nè, nay nấu canh cua luôn. Trời bữa nay chuyển mưa nữa rồi cả nhà. Đó. Trời chuyển mưa nữa rồi. Gió hù hù. Gió hù hù luôn. Mà ngọ cả nhà, có mưa cái bắt đầu cái mấy cái vớn của nền chạy cua im lắm. Bữa hổm như con đám mưa vớn chạy cua nhóc luôn. Hên hên được cá bự nữa. Thầy để nên tạm dừng ha, cho bà xã nên nấu đi. Rồi chừng nào nấu xong cái mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng lên ha. Rồi giờ thì bà xã nên đã nấu xong chưa hả nhà, tại vì nãy giờ nên đi đặt chuột á, đi đặt chuột cũng mới vừa về tới thì bà xã nên đã nấu xong. Đây là cua nấu canh với dưa leo hả nha. Đó. Cua nấu canh dưa leo, còn đây là cá kho tiêu nha, kho tiêu khô khô. Rồi, nên mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng lên ha. Vô đây là vô trong đây mà được gì là quý lắm đó cả nhà. Đó, cá kho tiêu với canh cua dưa leo. Rồi, nên mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng lên ha. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi, ngồi đây nè cả nhà, ngoài này mát. Vừa ngắm chiều hoàng hôn luôn, mặt trời lặn. Mắm chấm. Ôi, mặn rồi. Mặn hả? Rồi cái nhà miếng cua nha. Cái ông gánh muối ông té rồi, vô nồi canh à.
đem nó ăn, có ông té ăn cái đùi rồi chồng. Cá kho ngọt. Cua mát. Dưa leo mát. Khói hôm nay khỏi rồi nó. Nên cũng xin tạm dừng video đây ha cả nhà. Thì nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video dễ, bye bye cả nhà.